Skywalker. I'll let my... The door to another dimension opens. No. My time to shine! Someone help me with this wind! I'll let my fists do the talking. To play a game. Do you need a friend? This is the source of all powers. The door to another dimension opens now. Crazy! Like a fox! Hey! Listen! Thank you.
trees. Hereafter, yeah. The door to another dimension opens. The door to another dimension opens now. The door to another dimension opens now. Who wants to play a game? Hereafter, your heart only beats for me. Please me.
Who wants to play a game? Hereafter, your heart only. Huh? No matter how strong the wind, I will not be blown away! Phew! The sun shall vanquish darkness. Hey, listen! Hey! Magic pervades everything. Water is the origin of all life. The universe unfolds around me. The No matter how strong the wind, I will not be blown away! Phew! Hereafter, your heart. Who wants to play a game?
còn chỉ ra sự khác biệt giữa quần jean và váy. Quần thì còn khó hơn nhiều so với váy. Hơn nữa cô chỉ là nói lắp chứ không có bị câm đúng không? Đúng đó. Nếu cô hét to thì ít nhất sẽ có người nghe thấy phải không? Nam cảnh sát càng nói càng khó chịu. Từ đầu đến cuối không làm người nghe chuyện. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa. Sau khi điện vào khách sạn, hereafter, your heart only beats for me. Magic pervades everything. Huh? No matter how strong the wind, I will not be blown away. Universe unfolds around me. I will see my destiny to the end. The fragrance of... Who wants to play a game? Nam cảnh sát bị bắn chết. Ban đầu cô muốn kết thúc cuộc của mình, nhưng nghĩ tới ba thằng khốn kia, Annie không muốn bỏ cuộc. Giết người không phải là ý định của cô, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, cô không còn đường quay lại. Nếu pháp luật đã không thể mang tới công đạo, thì hãy để cô đến đi. Sau đó dạy cho nữ quản đốc của mình một bài. Cô không muốn phải lo lắng và trong lúc nguy cấp.
Who wants to play a game? The magic pervades everything. Annie hoàn toàn bị hắc hóa. Ngày hôm sau cô dùng gạch đập vỡ kính ô tô của gã khốn kia, đã giận dữ chửi bới Annie. Cô và con bạn thân của cô đều là tiện nhân. Đến đây, tao sẽ đập nát đầu mày lại đây. Mẹ kiếp, hôm nay là ngày chết của mày. Sau đó Annie đến một nơi khác, là nhà gã đã từng hiếp cô. Nhận ra cô là ai, Annie bắn hai phát. Magic pervades everything. The universe unfolds around me. Điều này không chỉ giúp Annie báo thù.